Giờ đây là lúc con tim này được hát lên. Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó những trông gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước trên con đường tôi. Ta bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để đại diện cho những kẻ vẫn chưa thể để bộc lộ được tài năng. Và nếu như cứ sống mà không cần đến đam mê, với cuộc đời của bạn chỉ vỏn vẹn một vài năm. Vì có những người bố từng ấp ủ những dự định của ngoài bão ước mơ, và có những người mẹ từng mất ngủ vì còn lo cho gia đình vừa bữa cơm. Họ giấu đi khát vọng dù cất tủ, dù mình chẳng còn câu của cảm xúc, đánh đổi cho tương lai của người nhà và các con đã chấp nhận để đồng tiền điều kéo vào quả thúc. Tôi quen một người bạn mà làm ca sĩ, nhưng gia đình lại muốn nó làm luật sư. Họ biến giữa áp đặt từ lời hoa mỹ, còn để biến từ đam mê trở thành vật tư, hay pha một ý kiến trong suy nghĩ. Gia đình gọi là số đông chỉ là tật hư, ta vượt qua mà giàu cả và giới hạn để tiến đến sự thành công là chìa khóa của bước mật tư. Này là hai năm chọn cơ hội để những ước mơ hoài bắt đầu tung bay. Đi một mình thì có thể nhanh, nhưng nếu muốn đạt được chúng ta cứ chung tay vững mạnh. Đây là một câu chuyện nhưng lý tưởng chung vẫn chính là hạnh phúc, không bao giờ cần đến số lần thất bại, bởi vì điểm bắt đầu là ngày hôm nay. Anh tới đây đại diện cho ghế ngốc của miền Bắc, không đến để sao chơi vì thành công trên tầm mắt. Start from the bottom, go to the top, và vượt mà anh chạm và sẽ trở nên thành đạt. Ở nhà thì phải ngoan nhưng đi chơi là phải gan, dòng nhà anh thì gan nhưng lớp ra anh là xa. Không có tên công nào mà không trải qua thất bại, cơ hội còn đầy quan trọng là phải bắt. Thế là tranh nhau anh em ta còn đang vồ, đến tên lên cao có flow này anh handle. Anh không quan tâm scandal, làm ra đại dương nên rực rỡ như là san hô. Là từ âm nhạc gai còn đâu có một ca mồi mà hip, đôi tay tên là cửa về giang hồ cực kỳ tâm trạng. Nó bị nhảm nhở vẫn sẽ thành công, bởi vì dàn đêm còn đang chờ. Ok, I'm fly on my way, và đây là cơ hội anh nắm lấy để thể hiện. On the sky không lúc lại, anh rap cho giấc mơ hoài bão và thể diện. Anh muốn được vươn vai khán giả đầu đôi tai, đồng thời là cảm xúc khi anh rap để kể chuyện. Và nếu như đam mê này được coi là bậc chỉ, danh vọng là tòa án anh sẽ đứng ra để kiện. Nên là hai năm chọn cơ hội để những ước mơ hoài bão đã tung bay. Đi một mình thì có thể nhanh, nhưng nếu muốn đạt được chúng ta cứ chung tay vững mạnh. Đó là một câu chuyện nhưng lý tưởng chung vẫn chính là hạnh phúc, không bao giờ cần đến số lần thất bại, bởi vì điểm bắt đầu luôn là ngày hôm nay. Nên là hai năm chọn cơ hội để những ước mơ hoài bắt đầu tung bay. Đi một mình thì có thể nhanh, nhưng nếu muốn đạt được chúng ta cứ chung tay vững mạnh. Đó là một câu chuyện nhưng lý tưởng chung vẫn chính là hạnh phúc, không bao giờ cần đến số lần thất bại, bởi vì điểm bắt đầu luôn là ngày hôm nay. Yeah. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên. Giờ đây là lúc tôi đang được là nắm lấy cơ hội thực hiện ước mơ của mình ngay từ bây giờ, ngay từ hôm nay và ngay lúc này. Thank you. Pepsi vị chanh không calo mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Rap Việt mùa 3 2023 xem sớm nhất trên ứng dụng Vion và 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh V Channel.